Thưa quý vị, nông dân đông Điền đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2020-2021. Theo phản ánh của bà con nông dân, lúa vụ Đông Xuân đang bị sâu đục thân tấn công, khiến nhiều diện tích lúa bị lép hạt, nguy cơ giảm sản lượng rất lớn. Hiện ngành chức năng của huyện Long Điền chưa có số liệu đầy đủ về số diện tích bị sâu đục thân tấn công. Thế nhưng qua khảo sát của ngành nông nghiệp thì tỷ lệ sâu đục thân gây hại chiếm khoảng 20 đến 30% diện tích lúa toàn huyện năng suất cũng như chất lượng lúa vụ đông xuân bị ảnh hưởng đáng kể. ngành nông nghiệp huyện Long Điền khuyến cáo nông dân không nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun xịt, bởi thời điểm này không còn hiệu quả. Do bướm đã đẻ ấu trùng và đã vào bên trong thân cây lúa để hút chất dinh dưỡng sinh trưởng phát triển. Việc phun xịt khi lúa sắp thu hoạch cũng gây mức an toàn đối với sản phẩm lúa, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng ngành nông nghiệp huyện Long Điền yêu cầu bà con nông dân sau khi thu hoạch vụ lúa đông xuân cần chú trọng đến việc vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị kỹ các khâu làm đất, chọn giống nhằm hạn chế tình trạng sâu bệnh hại cho vụ sản xuất tiếp theo.